Dạ em xin phép kính chào chị ạ. Thưa anh chị, hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2022. Em tên là Định, ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thưa anh chị, như thường lệ vào các cái buổi tối tầm cái khung giờ 7 giờ hàng ngày của chị, tụi em cũng làm các cái video để giới thiệu đến của chị các cái mặt hàng của Phong Lan Rừng Tây Nguyên. Thì nếu mà con chị chưa đăng ký kênh thì cũng rất là mong con chị đăng ký kênh để ủng hộ ạ. Em cảm ơn ạ. Thì hôm nay bên em cũng có một số các cái mặt hàng của chị. Đầu tiên tụi em xin phép đi sơ lược trước để con chị tiện theo dõi ạ. Sớm tụi em sẽ mô tả từng loại sau để con chị dễ lựa chọn. Thì đầu tiên là cái loại thanh đạm nâu của chị. Hôm nay tụi em có một giờ đây, tụi em bán với giá 8.000. Tiếp là cái kiếm kiếm tiên vũ đó con chị. Thì tiên vũ hôm nay tụi em có một giờ thôi. Giờ này thì khá là nhiều thân tơ và những cái phần tiên vũ này, cái bộ lá nó khá là đẹp của anh chị. Xíu là tụi em sẽ quay quay kỹ được của anh chị. Phần này tụi em bán 220.000. Tiếp cái kiều tím của anh chị. Kiều tím thì hôm nay tụi em cũng có một phần thôi. Một phần thì cái kích cỡ nó cũng vừa vừa phải thôi. Và cái phần này thì thân tơ cũng khá là nhiều. Tụi em bán 150.000 kiều tím. Tiếp là cái hạt vĩ đấy. Hạt vĩ thì hôm nay cũng có được ít thôi của anh chị. Tụi em bán 6.000 để được giò của anh chị. Và hai cái phần hương vani này. Hương vani thì hai phần, mỗi phần 80.000 của chị. Hương vani loại này hoa thơ tư nó thơm, thơm mùi vani của chị. Và tiếp theo là cái quế quế tháng 8 của chị, quế trắng tháng 8 thì tình trạng cây thì rất là tươi của chị. Cái này thì tầm gần 5 ký, tụi em bán theo ký 200.000 ký đúng không con chị? 200.000 1 kg. Cái mức giá thì em nghĩ mức giá này thì rất là vừa phải của chị. Đó, con chị sưu tập thì con chị mua tầm 0,5 kg để kết hợp những loại khác cũng được anh chị, để con chị sưu tầm. Tiếp theo cái giáng hương này, giáng hương tam bảo sắc. Hôm nay tụi em có hai phần thôi, con chị sưu tầm ạ. Và tiếp theo là hôm nay có cái loại này thì con chị sưu tầm thì rất hay con chị. Cái này là hòn yến của chị. Hòn yến thì cái hình thức hoa và cái kiểu hoa nó cũng giống như cây hoa hoàng cam vậy anh chị. Thì cái hòn yến thì nó có nhiều cái mặt hoa khác nhau, nhiều màu hoa khác nhau của anh chị, nhiều màu hoa, xin lỗi, cái mặt hoa này không đúng, nhiều màu hoa khác nhau. Thì cái cây hoàng yến, cái đặc điểm mô tả thì cái bộ lá nó hơi cứng của anh chị, đây bộ lá nó hơi cứng. Và lúc này em nói thì cái nhiều màu sắc khác nhau có nghĩa là nếu mà cái cây mà màu tím nhiều của anh chị thì hoa thì nó sẽ ra màu tím. Tuy nhiên thì hôm nay nhà em thì cây thì nó ít màu tím của chị, đôi khi những cái dòng này thì hoa nó phất phất tím cũng có các chị, kiểu như màu hồng hồng mà phất phất tím tím á. Thì cái này nói chung tụi em cũng dự đoán thế thôi, bởi vì cái hàng rừng á thì thật sự nó chính xác cái mặt hoa thì nó tương đối nó khó. Con chị về số hoa như thế nào thì chắc chính xác hơn con chị. Và tiếp theo là hai cái phần hôm nay thì có 5 cái phần hoàng thảo thập hoa con chị. Hôm nay thì cái mùa này thì thập hoa thì thân tơ nó khá là nhiều, và thân tơ tương đối nó đẹp. Thì con chị liên hệ đặt hàng thì có thể gọi trực tiếp đến cho bên em đến đầu số là 0973 821 799. Con chị cũng có thể là nhắn tin hoặc gọi qua Zalo của chị cho nó tiện của chị. Thì con chị chọn lọc thật kỹ các cái mặt hàng của chị đặt và hàng đấy thì con chị kiếm trả hàng trước khi nhận của chị. Nói chung là bất kỳ con chị mua hàng ở đâu qua mạng thì kiếm hàng trước là cái điều tiên quyết của chị, để nó thỏa mãn của chị. Nói chung là hàng của chị đặt như thế nào người ta gửi như thế thì con chị nhận thì thanh toán thôi, thì nó rõ ràng như thế. Thì nói chung là các cái mặt hàng hoa lan thì thật sự nói chung là đạt mức độ hoàn hảo thì thật sự rất là khó chị, bởi vì dù sao cũng là hoa tươi anh chị. Đôi khi nó có thể là nó mất nước nên thành ra nó héo tí, hoặc là có thể nó vàng lá tí con chị. Thì thành ra cái này con chị cũng cũng hết sức cân nhắc và chia sẻ cho những người bán bên hoa lan của chị. Nói chung là gửi sai hàng hoặc là gãy dập quá nhiều thì con chị từ chối được. Tuy nhiên thì đôi khi nó héo tí thì con chị cũng cũng hết sức hoan hỷ ạ. Thì tụi em cũng xin phép chia sẻ như thế. Thì đầu tiên tụi em giới thiệu trước cho con chị cái quế trắng tháng 8 này. Thì cái dòng này thì hoa nó cực kỳ thơm luôn con chị, và nó nở vào cái dịp tháng 8. Thì cái này thì tầm cỡ 5 kg, thì hàng rất là xanh và tươi. Tụi em bán theo kg con chị, 200.000 1 kg.
tầm 15 ký như thế này con chị. Tươi lắm ạ. Đây, mật hoa quế tháng 8. À, cái em xin lỗi ạ, cái quả của mùa hoa tháng 8 mới vừa đậu quả tháng đây thôi anh chị. À, quế tháng 8. À, tụi em bán 200.000 một kg. À, tiếp theo là cái loại dáng hương tam màu sắc anh chị. Hôm nay tụi em có hai phần thôi, phần số 1 này, phần số 2 này. Phần số 2 thì nó nhiều hơn phần số 1. À, tuy nhiên phần số 1 thì nhiều cây hơn phần số 2. À, phần số 1 thì cái loại dáng hương này vẫn dáng hương lá xếp anh chị. À, phần số 1 tụi em bán 80.000. Bộ lá nó dày và cứng cáp hơn ạ. À, hai cây này, à, ba cây này, à, 4 này, à, 5 ạ, à, 6 này, à, 7 8 này, à, 9 10 này, 11 này, 12 này, 13 14 15 16 17 18 19 20, tầm trên 20 cây không chị, tầm 22 cây gì đó. À, dáng hương phần số 1 80.000. À, dáng hương là xếp. Thế cái dáng hương số 2 thì phần này thì cái bộ lá nó dài hơn tí con chị. Tụi em bán số 2 70.000. À, 70.000 số phần số 2 này. Bao gồm có một cây này, 2 này, 3 4 5 6 này, 7 8 9 10 này, 11 12 13 14 15 cây gì đó con chị. Tụi em bán 70.000 thôi. Như thế này thì con chị mua 70.000. À, cái thưa anh chị, các mặt hàng bên em bán thì chưa bao gồm cái cước phí vận chuyển của chị. À, thì con chị cũng nói chung là cũng hết sức nói chung là cân nhắc trước con chị, bởi vì thật ra các mặt hàng bên em bán thì cái mức độ mà lời lãi tầm cỡ 20 đến 30.000 một đơn hàng thôi. À, nếu mà bao ship của con chị thì tụi em thật sự cũng không mà có gì luôn. À, thì tụi em cũng chia sẻ một ít nhỏ nhỏ thế thôi. À, phần số 2 dáng hương là 90 là 70.000 con chị. Dáng hương số 2 70.000 ạ. À, tiếp theo cái loại hoàng yến của chị. Thì cái này thì thực ra tụi em cũng chia sẻ thôi. Chia sẻ cái này để con chị sưu tầm. À, 100.000 một phần. À, thì cái loại hoàng yến rừng này con chị. Thì thực ra thì người ta họ cũng ít bán con chị. Thì tụi em cũng tra trên mạng thì chủ yếu người ta họ bán cái hoàng yến mà hàng hoàng yến lai con chị. Người ta nhập nước ngoài về người ta bán. À, còn cái hàng rừng thế này thì nó ít. Thì cái loại này thì người ta họ mô tả thì cái bộ lá nó hơi cứng. Và cái hoa thì nó cái hình thức hoa như lúc này tụi em mô tả thì nó cái, giống cái kiểu như hoa hoàng cam vậy con chị. Hoa nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Tuy nhiên thì hoa nó dạng chùm, nó cũng tương đối nó sai hoa. Thì tụi em chia theo phần của chị, bởi vì thế này thì tính từng cây nó hơi lâu, bởi vì nó nhiều của chị. 100.000 phần. 100.000 phần thế này của chị trồng một chậu thì thoải mái đấy. Cái dòng này của chị, dòng này thì cái bộ rễ nó như thế này. Cho nên là con chị có thể là về trồng theo em thì trồng mình qua thông vụng hoặc là thang vụng của chị. Đó. Thì nó giữ ẩm sẽ tốt hơn này. Hoặc là con chị có thể là ghép vào một cái miếng gỗ này là gì đó. Đó. Và kết hợp với con chị giữ dưỡng ẩm hàng ngày cho nên nó theo em nghĩ như thế nó phát triển tốt. 100.000 phần của chị. Hôm nay tụi em có một số phần thôi. 100.000 phần nó đều nhiều hơn của chị. 100.000 của chị về sưu tầm ạ. Cái hoàng yến này. Đó. Và tiếp theo là cái thập hoa của chị. Cái dòng này thì rất là dễ trồng. À, nói chung là theo em thì hầu như cái vùng nào và ai trồng cũng được của chị. Bởi vì dòng này rất là dễ. Đó. Phần số 1 nguyên dê thập hoa. À, tụi em bán với giá 120.000. Nguyên dê này thì con chị theo em thì con chị về trồng chậu cũng được. Và thầm thế này cũng được con chị. Đó. Thân tơ thì chi chít luôn. Rất là nhiều. Thập hoa này. 120.000. Nguyên dê ạ. Tiếp theo thập hoa phần số 2 này. Phần này với giá 90.000. Này bao gồm có một dê này con chị. Hai dê này. Ba dê. Thưa anh chị, ba dê thập hoa thế này tụi em bán 90.000. Ba dê này nó kích cỡ nó đồng đều của anh chị và tăng tơ là cũng khá là nhiều luôn. Đây, ba dê này tụi em bán 90.000. Tiếp theo cái thập hoa phần số 3 này. 110.000. Bao gồm có là một dê này. Cái dê số 2 này. Dê số 3 này. Ba dê này thì kích cỡ nó ngắn hơn hai dê kia.
Tuy nhiên thì thân nó mập hơn con chị, bù lại nó mập hơn. Con này 110.000. Con chị 3 giờ này con chị. Đây, thân tơ rất nhiều luôn. Đó, 3 giờ này tụi em bán 110.000 thập hoa số 3. Thế thập hoa phần số 4 này. Con này thì con chị trồng những chậu mini thì tuyệt vời luôn rồi. 60.000 số 4. Cũng có 1 giờ này. Thực ra 1 giờ này con chị trồng một chậu mini cũng được ạ. 2 giờ này. 2 giờ này. Kích cỡ đó con chị. 60.000 số 4. Tiếp với thập hoa phần số 5. Con này cũng 50.000 này. 50.000 con chị trồng chậu cũng có 1 giờ này. 2 giờ này. 3 giờ con chị. 4 giờ này. Và 5 giờ này. Nó như thế này con chị. 5 giờ thế này tụi em bán 50.000 thập hoa phần số 5. Và tiếp theo là cái loại hài hài táo con chị. Thì cái dòng hài táo này con chị thì nói chung là nói về dở thì dở cũng không dở mà khó thì cũng quá khó chị. Nói chung con chị nói chung có kinh nghiệm thì trồng ở đây là thoải mái đúng không chị. Thì thực ra tụi em cũng học hỏi được rất là nhiều những kiến thức mà con chị mua lan chỉ lại bên em con chị. Thì một trong những cái ý đó là con chị trồng có thể là trồng bằng quả thông con chị và kết hợp với một ít đá con chị. Con chị cũng có thể là dùng đá thấm thủy con chị hoặc là cũng có thể dùng đá 1-2 xây dựng á, con chị trộn với quả thông con chị trồng. Nhưng mục đích chính của nó là ví dụ như con chị trồng bằng quả thông thì các cái cạnh quả thông á đôi khi rễ nó phát triển ra nó sẽ ảnh hưởng cái bộ rễ, thành ra nó bị hư rễ, nó thành ra cây nó chết con chị, nó thối nó chết. À, thì con chị có thể kết hợp mà ít đá vào, ít trộn ít đá vào để trồng trồng cái những cái loại hài này con chị. Phần hài này thì tụi em hôm nay có hai phần này, một phần ta 80.000 để con chị có cơ sở để chọn thì tụi em sẽ tính từng cây cho con chị chọn. 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 cây này, 7, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13 cây này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24, 25, tầm gỡ hơn 25 cây con chị, có những cây nhỏ nhỏ thôi con chị, 25 cây, tụi em bán 80.000. Thì cái phần số 2 cũng tương tự vậy, tụi em cũng bán có giá 80.000. Nó còn có 1 cây này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tầm cả 45 cây gì đó. Đó. Phần số 2, 80.000. Tiếp theo hai cái phần hương vani con chị. Dòng này thì hoa thơm mùi vani ạ. Phần số 1, 80.000. Nói chung một chậu thế này. Gồm có 1 giờ này con chị. Giờ số 2 này. Giờ số 3 này. 3 giờ thế này. Thân tơ thì cũng nhiều con chị. 80.000. Vani số 1. Cái vani phần số 2 này. Cũng với giá 80.000 luôn. Gồm có 1 giờ này, 2 giờ, 1 giờ này, 2 giờ này, 3 này, 4, 5 giờ thế này con chị. Tụi em bán với giá là 80.000, không quên đi. Tiếp theo cái hạt vĩ. Hôm nay tụi em cũng có một phần hạt vĩ duy nhất. Tụi em bán 60.000, gồm có 1 giờ này, 2 giờ này, 3 này, 4, 5 này, 6 giờ hạt vĩ thế này con chị. Đây, 6 giờ này như thế này. Tụi em bán với giá 60.000. Thì thưa anh chị, cái loại hạt vĩ này thuộc cái dòng lá móng và nó mỏng nước con chị. Thành ra vận chuyển thì đôi khi cái lá nó sẽ vàng như thế này con chị. Thì con chị có thể là vặt bỏ lá đi. Nói chung những cái hàng thân thông này thì cái mùa nói chung rụng lá thì nó cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đâu con chị. Hạt vĩ số, một phần hạt vĩ đó, 60.000. Tiếp cái kiều tím này. Kiều tím 150.000. Cái này thì kích cỡ thân nó vừa phải và thân tơ thì thân tơ và thân có lá khá nhiều của anh chị, gồm có 1 giờ này, giờ số 2 này của anh chị, giờ số 3 đây. Như cái phần này thì con chị có thể chia ra làm hai chậu cũng được, một chậu này, chậu vừa vừa thôi. Cái này thì con chị làm một chậu cũng được, hay là con chị trồng một chậu mà cái dạng tháp của anh chị, ví dụ như cái giờ cao là con chị trồng ở giữa và 2 giờ này tháp tháp con chị trồng hai bên.
À, tới 4 giờ luôn chị, có giờ nhỏ nhỏ nữa. À, lúc này tụi em giới thiệu shop. À, phần này tụi em bán 150.000. Cái kiều tím. À, tiếp theo cái kiếm của chị, kiếm này kiếm tiên vũ. À, thì tụi em hôm nay có 1 giờ duy nhất thôi. À, với giá là 220.000. Nguyên giờ này. Cái giờ này thì thân tơ nó khá là nhiều của anh chị. À, đây và cái bộ lá này. À, bộ lá như thế này. Tụi em giới thiệu kỹ cái bộ lá đó con chị xem. À, kích cỡ bộ lá thế này. À, nguyên dây. Thì cái này con chị về có thể trồng một chậu cũng được. Hoặc là có thể tách ra con chị. À, tách ra cái vớ này là con chị trồng. Vớ này riêng. Cái hàng kiếm này nó cũng thấp hơn con chị. Cái bên này thì nó cao tí. Phần này 220.000. À, kiếm tiên vũ. À, tiếp theo cái thanh đạm nâu của chị. À, tụi em có 1 giờ thôi, với giá 8.000. Nguyên dây này của chị. Đây. À, thanh đạm nâu tụi em bán với giá 8.000 nè. Thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các cái loại phong lan rừng thì cũng giới thiệu của anh chị. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.